Sáng ngày 9 tháng 3, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PNV và 11 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ tiếp tục phần xét hỏi. Ngoài thẩm vấn làm rõ những sai phạm liên quan chỉ định thầu, đại diện Viện Kiểm sát cũng thẩm vấn các bị cáo, cũng như xét hỏi các bị cáo làm rõ những thủ đoạn của Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong việc dùng tiền dự án, mua 3.400 m2 đất rồi chuyển nhượng lòng vòng để hưởng lợi. Bị cáo Thanh tiếp tục khai, đến năm 2016, khi lên Tam Đảo chơi, biết việc công ty của Hồng gặp khó khăn, chưa triển khai được dự án, nên mới nói vợ mình huy động bạn bè mua giúp hoặc giới thiệu. Theo lời khai của ông Thanh tại tòa, những người góp tiền mua là vợ mình cùng ông Đỗ Chí Thanh, phó tổng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Trịnh Xuân Tuấn, em ruột bị cáo, và một phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. Báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm.